Nhung Vân Việt nó mãi không vào được này. Hôm nay chưa đề ở đây. Hả? Hôm nay chưa Đây đề ở đây, chưa đề này. thầy chưa cái đề trước nhá. Tí nữa Vâng điểm ạ. danh cuối giờ điểm danh sau. Vâng, thầy chữa Ừ. chi tiết cho mọi người nó nhớ. Cái câu 1 thì phương pháp mạch đo, phương pháp sơ đồ mạch đo, phương pháp biến đổi thẳng thì các em trước đã học ở cái nội dung của cái chương 2 rồi, thầy nói rồi đấy. Thì mình chỉ có việc vẽ ra thôi. Cái này thì lý thuyết thì không không cần phải nói lại nhiều nhá. Chữa bài tập thôi. Từ cái phần đầu vào của nó là các cái tín hiệu về vật lý, đúng không? Thì qua cơ cấu gì đấy, qua cái cảm biến, đúng không? Biến đổi thẳng ở đây là chúng ta không có cái phần phản hồi đấy, qua cảm biến thì sau đó là khuếch đại, cùng là đưa ra câu hiển thị. Đấy. Thì đấy là đơn biến đổi thẳng, đơn giản như vậy thôi. Còn kể tên một số thiết bị đo cảm biến đo lường mà em biết thì cái này thì rất là nhiều loại. Mình học cái phần bên cái chương cảm biến rồi, đúng không? Rất nhiều loại thầy đã nói rồi. Nguyên lý chung của các loại cảm biến này là gì? Nguyên lý chung của các loại cảm biến là gì? Học rồi. Biến đổi đúng không? Cảm nhận và biến đổi, tức là ở đây nó phải cảm, nó phải phải xác định được, tức là nhận biết được các giá trị của các đại lượng vật lý và chuyển đổi được thành tín hiệu điện. Đấy. Chuẩn hóa nó. Như vậy nguyên lý chung ở đây là phải biến đổi các cái tín hiệu, các đại lượng điện hoặc không điện thành các tín hiệu điện và chuẩn hóa nó theo dạng dòng áp, đúng không? Đấy. Có hai kiểu, một là kiểu analog, hay digital. Một digital nó chỉ có là có tín hiệu on off. Hai là để ở đây biết được là khi mà giá trị thay đổi thì cái cảm biến này nó cũng thể hiện giá trị thay đổi theo, thì bắt buộc nó phải hiển thị cái giá trị đầu ra của cảm biến nó phải là analog, là dòng 4 đến 20 mA hoặc là áp không cộng trừ 10 V, đúng không? Đấy. Thế thôi đi, game thì chỉ hiểu căn bản trình bày ra là nói được, thì là câu 1 ok nhá. Còn câu 2 này, phần 2.1. 2.1 thì ở đây là vôn kế A đo được 300 V thì sai số là 3 V, sai số tuyệt đối đấy. Vôn quý B đo được 50 V thì sai số 2,5 V. Đấy. Thế thì cái này thì bây giờ các phát biểu này, độ chính xác này của vôn kế A, vôn kế B cao hơn hoặc thấp hơn so với vôn kế A này, sai số tuyệt đối của vôn kế A thấp hơn này, sai số tương đối của vôn kế A cao hơn này. Bây giờ chúng ta tính sai số tuyệt đối của vôn kế A là bao nhiêu đây? Là mấy vôn đây? 3 V. Sai số tuyệt đối của vôn kế B là 2,5 V, như vậy thì cái thằng A này nó cao hơn rồi, vậy câu C là sai đúng không? Cái độ chính xác này, độ chính xác thì chúng ta sẽ phải tính là dựa vào cái sai số này, ví dụ như là đây là sai số là 3 V thì độ chính xác của nó là còn lại bao nhiêu? Thằng này sai số là 3 thì như vậy là chúng ta sẽ có độ sai lệch là 3 trên 300 là 1%. Như vậy thằng vôn kế A độ chính xác là 99%. 1 trừ đi 1%. Hiểu không nhỉ? Còn vôn kế B thì 2,5 chia cho 50 là 5%. Thì độ chính xác của vôn kế B là 95%. Như vậy vôn kế A nó phải có độ chính xác cao hơn vôn kế B. Đấy, thế thì cái câu A độ chính xác của vôn kế B cao hơn là sai rồi. Đúng không? Vôn B có 95%, vôn kế A là 90 mấy? 99%. Độ chính xác của vôn kế B thấp hơn. Thấp hơn đúng không?
Thấp hơn là đúng rồi. Thằng B là có 95% thôi, thằng A là 99%, như vậy là cái câu B này là đúng rồi. Bây giờ xem câu khác, câu C thì vừa chúng ta vừa thấy là sai rồi. Câu D sai số tương đối của môn kế A cao hơn. Sai số tương đối. Tương đối là chúng ta tính phần trăm. Tương đối của A là có 1%, của B là 5%, như vậy câu D này cũng sai này. Đúng không? Tuyệt đối của A thì cao hơn của B, cho nên là C sai, D sai, A sai, vậy chỉ còn lại là gì đây? B đúng. Độ chính xác của bốn cái B thấp hơn, B có 95%. Các em hiểu câu này chưa nhỉ? Rồi ạ. Đây thì thì cái gì nhỉ? Lấy cái bút chì bút đâu rồi? À đây. Đấy, thầy bật cái quay video lại một tí, có ai muốn xem thì xem này. Hả? Cái Thì gì em? bật cái quay màn hình lại tí, có ai muốn xem lại thì xem này. Quay màn hình nha. Nó nặng lắm, về mày đây thì xem. Vào cái phần nào đây? Đây. Bút rồi. Ok, để lấy bút, đây. Còn các em thích quay thì cứ quay thôi nhá. Đây này, các em lưu ý các cái chỉ số. Thằng Bulgaria này, trong cái giải điện áp của nó là 300V thì cái sai số của nó là 3%, như vậy chúng ta sẽ có là sai số tuyệt đối là 3V. Tuyệt đối là 3V, còn tương đối là bao nhiêu? 3 trên 100 là đây, cho phép ghi này. Tuyệt đối thì chúng ta sẽ tính là cái sai số của trong toàn giải đo tuyệt đối là 3 3V thằng A nhá. Thì còn tương đối sai số tương đối thì chúng ta sẽ có là 3 chia cho 100, 3 chia cho 100 nhân với 100%. À xin lỗi, 3 chia cho 300 chứ, chia nhân 100% thì sẽ là bằng bao nhiêu? 1%. Sai số tương đối là 1%. Như vậy thì chúng ta sẽ suy ra được độ chính xác của cái môn kế B và môn kế A. Độ chính xác của môn kế A này sẽ là độ chính xác là 100% trừ đi 1% là 99%. Đấy là của môn kế A. Môn kế A nhé. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có môn kế B. Môn kế B thì chúng ta có sai số tuyệt đối là 2,5V. Tuyệt đối. Sai số tuyệt đối là 2,5V. Còn sai số tương đối. Tương đối là 2,5 chia cho toàn giải FSD này, là chia cho 50. 2,5 chia cho 50 nhân với 100%. 2,5 chia cho 50 nhân với 100% thì đằng này sẽ bằng là 5%. Đấy, vậy rõ ràng thằng B độ chính xác nó kém hơn.
Độ chính xác là 100% trừ đi 5% thì còn lại là 95%. Như vậy là B, cái dụng cụ đo của vốn kế B là kém hơn so với vốn kế A. Thế thì ở đây ta thấy là độ chính xác vốn kế B cao hơn, thì câu này, vậy câu này là sai. Độ chính xác của vốn kế B thấp hơn, vậy cái thằng này là đúng. Chu. Sai số tuyệt đối của vốn kế A. Sai số tuyệt đối của vốn kế A thấp hơn thì thằng này là 3V, rõ ràng 3 lớn hơn 2,5, như vậy câu này là sai. Sai số tương đối của bên kế A cao hơn A này là chỉ có là sai số tương đối của nó là 1%. Đây, sai số tương đối này, sai số tương đối thằng kia 5%, như vậy là của A này phải là thấp hơn, mà đây là A cao hơn, về cái thằng sai đáp án chỉ có mỗi là B là đúng. Hiểu chưa? Rồi. Đến câu 2.2. Quy tắc an toàn khi sử dụng biến dòng kết hợp với ampe kế xoay chiều. Biến dòng của cái thằng này là nó là CT hoặc là TI. TI hôm trước thì nói rồi. Để có thể sử dụng an toàn cái máy biến dòng ấy thì không được phép hở mạch thứ cấp của cái quận thứ cấp của biến dòng. Vì phần sơ cấp nó là chỉ có một cái dây đấy, nó coi như là một vòng. Sơ cấp là như này. Sơ cấp là như này, còn thứ cấp của nó đây. Đấy, thứ cấp như này. Sơ cấp đây. Thứ cấp đây, như vậy là thằng này nếu mà để hở mạch ra thì cái dạng sóng của nó sẽ là nó sẽ bị đập mạch như này. Đấy. Thì lúc này cái biên độ đập mạch ở đây này nó rất là lớn. Nếu để hở mạch. Cho nên là không được phép để hở mạch thứ cấp. Sơ cấp thì đã nối rồi. Hôm trước có bạn hỏi thầy là hở sơ cấp. Nó đã nối vào đây rồi thì làm sao có hở sơ cấp nữa. Đúng không? Đấy. Khi đã có dòng vào thứ cấp là không, câu B này không đúng, nối đất cuộn dây thứ cấp mà của biến dòng nối đất như này thì cũng không được. Đấy. Nối đất mà vẫn hở mạch thì cũng không được. Cho nên là chưa đủ. Ở đây người ta sẽ phải nối với cái ampe kế ở đây. À, đây là hiển thị. Ampe kế này nó không nối trực tiếp vào mạch mà nó nối thông qua con biến dòng TI này. À, em hiểu chưa nhỉ? Vì vậy, quy tắc an toàn khi sử dụng biến dòng để đo dòng điện của mạch xoay chiều là bắt buộc phải là gì đấy, bắt buộc thứ cấp phải kín. Đấy. Có nghĩa là không được phép hở mạch sợ thứ cấp, không được để hở mạch cuộn dây thứ cấp khi đã có dòng vào sơ cấp, tức là khi đã có nguồn vào cái thằng cuộn dây sơ cấp đây rồi, có dòng đi rồi, tôi đo mà tôi lại không có nối với cái ampe kế này vào thì là hỏng. Vậy là ở đây câu này là câu A này là chưa đúng này, sai. Không để hở mạch cuộn dây sơ cấp là sai. Không để mạch cuộn dây thứ cấp khi đã có dòng sơ cấp, cái này là đúng. Để hở mạch cuộn dây thứ cấp khi đã có dòng vào sơ cấp thì vẫn là sai. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta có đáp án đúng là C, không để hở mạch cuộn thứ cấp khi đã có dòng vào sơ cấp. Rồi. Đấy là câu 2.2. Câu 3. Các em theo đúng nhỉ? Có. Ok nhé. Câu 3 này. Câu 3 thì là đo cái giá trị, tức là cái giá trị hiển thị của cái ampe kế này thôi. Thì chúng ta biết là I, dòng điện I thì sẽ bằng là U chia cho Z tổng trở của cái mạch điện. U này là U hiệu dụng, Z là tổng trở. Thì U hiệu dụng này là bao nhiêu đây? U hiệu dụng này 220 căn 2 thì chúng ta sẽ có đây là giá trị U max. Vậy thì U hiệu dụng là gì? 220 120. đúng không? Bằng là 220 chia cho Z. Z ở đây thì
mạch này chỉ có mạch RC thôi, cho nên là nó có UR với UC. UR thì là đồng pha với dòng điện, ví dụ chúng ta sẽ có một cái dòng điện I như này thì chúng ta sẽ có là UR là cùng pha, còn UC là chậm pha. Thì như vậy tổng và hai cái thành phần này, vector này thì chúng ta sẽ có đây chính là U, và góc này chính là góc phi, góc lệch giữa cái U với I. Đấy, tức là dòng điện nó sẽ nhanh pha hơn so với điện áp. Thế thì ở đây chúng ta sẽ tính ra thằng này là U này sẽ là bằng căn của cái UR bình cộng UC bình, mà U thì bằng I nhân với Z, UR thì bằng I nhân R, UC bằng I nhân ZC. Cho nên ở đây chúng ta sẽ có là tam giác vuông này thì là U bình phương bằng UR bình cộng UC bình. Do đó là Z bình phương bằng là R bình cộng ZC bình. Vậy thì Z sẽ bằng là căn của R bình phương cộng với ZC bình phương. Đúng chưa? R biết rồi. R bằng 30. Còn ZC thì bằng bao nhiêu? ZC thì bằng là 1 chia cho C omega. Đúng chưa? À, 1 trên C omega. Thế mà C omega đây là 0,025 rồi. Đơn vị là 1 trên ohm. Cho nên là ZC này sẽ bằng 1 trên 0,025. Thì bằng bao nhiêu? Là 40 ohm. Thế một cạnh là 30 này, một cạnh là 40. Vậy thì thằng cạnh Huyền là bao nhiêu đây? Căn của 30 40 bình phương là bao nhiêu? 10. 50. Đúng rồi. Như vậy chúng ta sẽ có là Y bằng 220 chia cho 50, thì thằng này bằng là 4,4 ampere. Lưu ý là đơn vị, bao giờ chúng ta đi thi chúng ta phải biết đầy đủ đơn vị vào nhá, và các bước cũng phải ghi ra rõ giá trị, chứ không phải là đi hỏi bạn là kết quả bao nhiêu cái xong rồi ghi luôn vào, là các thầy sẽ đánh giá là không 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 làm chuẩn bài đâu nhá, không được điểm tối đa. Đấy, các em làm chú ý làm theo từng bước. Đấy. Vậy Ơ thì ở thua đấy, đây em tưởng là khoanh nhà xong rồi thấy. Hay vẫn phải giải là có cái bài yêu cầu giải thì phải giải ra, còn cái bài nào mà khoanh thì khoanh. ý là cứ câu mà ABCD này là cứ khoanh vào thôi, còn nó yêu cầu Đúng giải rồi. mà. Đúng rồi. Câu khoanh rồi thì yêu cầu khoanh thì chỉ là ví dụ khoanh C thôi. Nhá. Nhưng mà lúc mà thi thì là không, có thể là không 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 có chỉ cái này đâu, mà phải là bởi vì có hai đề thôi, 2/3 đề đấy. Thì mà bây giờ các anh cứ đề chẵn xong là bảo là đề kết quả bao nhiêu là khoanh cái vào thế là có điểm rồi, thì đúng không? Đấy, tức là những cái câu câu ví dụ như là câu 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 trắc nghiệm này thì là cứu, là để lấy một vài điểm có học thôi nhá. Nên là thầy sẽ ưu tiên là mình sẽ phải trình bày ra. Ok chưa? Rồi. Xóa hết cái này. Rồi. Câu 3 nhá. Vậy thì chỉ số của nó là 4,4 ampe. Nếu bài mà thầy cho tương tự như thế nhưng mà không 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 ghi ABCD về mà tìm chỉ số thì các em phải làm theo cái bước như vừa rồi. Nhớ chưa? Rồi. Câu 4 nha. Cách đấu biến dòng trong mạch xoay chiều. Mạch xoay chiều 1 pha, xoay chiều 3 pha. Trước chúng ta xem cái hình vẽ thầy đã có chiếu cho chúng ta xem đấy. 3 pha thì có 3 cái biến dòng. Đúng không? Nối với 3 con ampe kế. Như vậy thì trong cái phần lý thuyết trong cái slide cũng đã có cách đấu như thế nào rồi. Mỗi cũng có từng dây đi ra và mỗi một con biến dòng với 1 ampe A1, A2, A3. Như vậy chúng ta chỉ việc vẽ
ba cái pha và ba con TI rồi nối với ba con AP kế là xong. Nhớ là vẽ không có điểm nhá, không vẽ là không có điểm nhá. Điểm phần vẽ là có. Cách đấu mà. Được chưa? Nên các em lưu ý. Thế còn mạch ở phía ba pha thì ba cái dây như này rồi thì xong rồi phía tải thì các em sẽ phải nối mỗi ví dụ như là tải mắc gì nhỉ? Có mấy cách mắc đây? Hai cách mắc. Một là tải mắc gì? Mắc sao? Hai là Sao và tam tải giác. tam giác, đúng rồi. Hoặc là kết hợp, nhưng mà nó có hai cách mắc, một mắc sao, hai tam giác. Và trên cái đường của trên cái đường tải thì nó có thể là cả sao cả tam giác đều được. Đấy. Nên ví dụ như là mắc sao chẳng hạn, nó còn có là sao mà mắc sao mà có trung tính là sẽ là ba pha 4 giây. Còn mắc phao sao không trung tính thì là ba pha 3 giây. Đấy, chỉ có mắc ở phía phía sau của tải thôi, còn mắc tam giác thì là chỉ có 3 giây thôi. Ok. Thế là đi thi chỉ cần vẽ là một cái là tải một pha và một cái là tải ba pha là được, còn không cần là tải ba pha hình sao hay là ba pha thì cũng chỉ là một loại thôi đúng Đúng rồi, em vẽ chỉ cần vẽ cái sơ đồ cho ba pha thôi, một pha thì tương tự ba pha là tổng của ba cái một một pha rồi nhá. Thế còn các em có thể vẽ ba pha 4 giây, ba pha 3 giây đều được, miễn là chúng ta biết cách mắc là được nhá. Đấy là cách đấu nhá. Thế còn tính toán thì cái này có cần nói lại không? Trước đã chữa rồi đấy. Chúng ta còn 19, còn 9 phút tí nữa xong là chúng ta nghỉ khoảng 10 phút thì lại vào phần 2 thì thầy giao bài tập để mai chúng ta chữa. U này là u dây. U dây bằng 308. Công suất tải là 55 kg. Cốt phi bằng 0,85. Vậy chúng ta áp dụng công thức là P bằng gì đây? P là thì cốt power này. phi UI cốt phi là một pha, đây là mạch 3 pha cơ mà. Tải 3 pha này, đọc cho kỹ đề vào. Gì đây? Nhiều anh sai chỗ này đấy. Căn 3, U dây, Y dây, cốt gì đây? Cốt phi. Hiểu chưa? U dây này thì bao nhiêu? 308. Công suất này là 55 kg. Vậy chúng ta có tìm ra được Y dây không? Dòng điện đi qua cái cuộn dây của phần sơ cấp của cái biến dòng ấy là bao nhiêu? 55 nhân với 10 mũ 3. Gì nữa? Chia cho căn 3 nhân với 380 nhân với 0,85. Được chưa? Bằng bao nhiêu? 31,732 rồi. 55. Xong ngay thì sẽ chữa rồi, có dùng trên qua phần mềm của cái phần dùng dùng Excel ra luôn phần mấy cái bài đây này. Chỉ có việc đặt thông số vào là xong. Chia cho 1,732 chia cho 380 chia cho 0,85 bằng 98,3. Như vậy thằng này là 98,3 ampe. Như thầy xem các bạn làm là đều đúng rồi đấy. Câu này này. 98,3. Vậy thì mà cái đằng này là hệ số mở rộng bằng mấy đấy? Bài không cho hệ số mở rộng thì coi như hệ số mở rộng bằng mấy? Hệ số mở rộng một K, K mở rộng bằng 1. Rồi, vậy thì thằng này tôi sẽ phải chọn con biến dòng có giá trị ít nhất phải lớn hơn bằng 98,3 gì? Đúng không? Vậy thì chọn con biến dòng bao nhiêu? Là bao nhiêu đây? Chọn con TI là có giá trị là 100 chia cho mấy? 5 ampe. Chỗ này các bạn hiểu không nhỉ? 5 là mặc định đầu ra của nó rồi.
tối đa là 5 ampe khi mà dòng sơ cấp là 100. Và số vòng dây của cái phần thứ cấp này là bao nhiêu vòng? Nếu mà đề hỏi số vòng thứ cấp này là bao nhiêu thì có làm được không? 100 chia 5 nhân 1 là bao nhiêu? 20. Ừ. Sơ cấp là một vòng. Thứ cấp V kép sơ cấp thì là bằng một vòng. Còn V kép thứ cấp sẽ là 100 chia 5 là 20 vòng. Chỗ này các em nắm được chưa nhỉ? Đấy. Đến xong đến cuối cùng kết luận là vậy, phải chọn biến dòng có là loại giá trị có cái giá trị là 100 trên 5 a. Được chưa? Để mắc vào trong mạch. Thế nó đo dòng là dòng mỗi từ dòng mỗi một cuộn dây đây này. Ok có 4 nhá. Lớp có thắc mắc gì phần này không? Ừ, câu 5. Câu 5. Có anh lúc nộp bài đầu tiên tôi xem là tính không đúng đâu. À, thì người ta yêu cầu là tính nhiệt độ đầu nóng này trong khoảng 60 mấy bôn, 6 mấy nhiệt độ độ C là sai nhé. Trước công thức thầy đã cho rồi. T của là điện 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 nhiều điện thế tại cái giá trị T T0 đây là ví dụ là 0 độ C thì bằng là bằng E tại cái T20 cộng với E của 20 ở đây là 30. Đấy, 30 không. Như vậy thì nhiệt điện này là loại gì đây? Loại K. Như vậy chúng ta sẽ có E tại T T0 sẽ bằng là E tại T 30 cộng với E tại T cứ tại 30 và so với T0. Thế 30 so với T0 là bao nhiêu? 30 này là loại gì đây? Loại K này thì giống sang. Vậy chúng ta sẽ được là bao nhiêu đây? 1,203 mV. Đúng chưa? 1,203 đây, thằng này là bằng 1,203 rồi. Vậy thì chúng ta sẽ có ET0 này là bằng bao nhiêu? Cái T này đang cần tính này. Đấy. ET30 đo được này là 9,341. Đấy. 9,341 chính là cái độ chênh mà. Đấy. Độ chênh giữa cái ET với ETT0 trừ đi E30T0 thì bằng ET30. Chính là bằng cái 9,431 này chính là ET30 ở đây này. Vậy chúng ta có tính được ETT0 không? 9,341 cộng với 1,203 bằng mấy? 10,554. Ừ. 10,554. Rồi, 10,554. Thì các em nhìn vào cái loại 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 K này này, 10,554 nó nằm trong khoảng nào? Mười phẩy năm bốn tư chứ, năm bốn bốn, năm mười phẩy năm bốn bốn là nó đây, 50 đến nó 260. nằm trong khoảng đây này, 10,151 đến 10,560, tức là từ bao nhiêu độ đây, 250 đến 260 đúng không? Đúng chưa? Vậy chúng ta phải làm gì để tính được cái nhiệt độ của nó? Chúng ta sẽ tính là trong giới hạn này là bao nhiêu đây? Thằng T của nó là đầu ra của nó là 250, 260. Hai và đầu nhiệt độ của nó là 250 đến đây là 260. Thì cái này là cái T đang cần tính, còn cái đầu 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 ra của nó là 10,151. Chỗ này là 10,151. Còn thằng này là bao nhiêu? 10,560. 10,560. Đấy, bây giờ vẽ thằng này ra. 250, 260. Đấy, đây là nó tuyến tính cái đoạn này. Vậy thì
chúng ta đến đây chúng ta phải làm phải là tuyến tính hóa đoạn đặc tính làm việc trong cái đặc tính làm việc từ 250 đến 260 độ C, thì lúc này cái giá trị T là bao nhiêu, mà khi mà ứng với giá trị T đó thì chúng ta có sức điện động là 10 phẩy mấy, 10,544. Vậy thì áp dụng cái phương trình của cái lý tưởng cái ô idea đấy. Có nhớ không? Đến đây có tìm được cái nhiệt độ không? Sẽ bằng là bao nhiêu? Nhiệt T này sẽ bằng 250 cộng với gì? Tỷ lệ thằng này này. Có biết không nhỉ? Ô trừ đi gì? Ô trừ ô không chia cho ô một trừ ô không thì bằng là x thì bằng y trừ y không chia cho y một trừ y không. Có nhớ không?